chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Và ngày hôm nay trên tay chú hề ST có 3 quả bóng màu xanh lá cây. Mục đích hướng dẫn cho các bạn tạo hình một cái lá cây. Chiếc lá cây được áp dụng khi chúng ta trang trí bong bóng, trang trí cổng, trang trí gốc cây, trang trí tường bong bóng các bạn nhé. Chúng ta thấy phù hợp đâu chúng ta áp dụng vào đó. Bây giờ chúng ta sẽ thổi 3 quả bóng màu xanh lá cây này lên. Mỗi quả chúng ta thổi khoảng gần nửa quả bóng. Gần nửa quả bóng các bạn nhé. Ở quả bóng đầu tiên này chúng ta sẽ tạo một vòng tròn khoảng 2 ngón tay. Ta cột lại. Ở 2 quả bóng còn lại chúng ta cột chung lại với nhau. Và chúng ta cột ở đây. Hai quả bóng chúng ta vừa cột chúng ta sẽ tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 1.5 ngón các bạn nhé. Một cái khóa bên này tương tự. Tiếp theo đoạn này rất là dễ bị lẫn lộn, nhầm lẫn nên các bạn tập trung để ý nhé. Bên này chúng ta sẽ tạo một quả nho khoảng 1.5 ngón và một đoạn khoảng 2 ngón tay. Chúng ta giữ lại quả bóng ở giữa, chúng ta sẽ tạo một quả nho 1.5 ngón cột chung lại. Đến đây chúng ta cũng tạo một đoạn 2 ngón tay. Tức là quả bên đây chúng ta cũng tạo một quả nho khoảng 1.5 ngón cột chung lại các bạn nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cột vàng lại. Ở đây ta tạo một đoạn 2 ngón tay bằng với bên đây. Yeah. Rồi, chúng ta cột chung với bóng ở giữa này. Ở đây chúng ta cũng tạo một đoạn 2 ngón tay. Đến đây chúng ta sử dụng kỹ thuật lăn bóng, ngón cái tì sát vào điểm xoắn này và tay chúng ta lăn. Bước tiếp theo đã xong. Tiếp tục chúng ta cũng tạo ở đây một đoạn khoảng 1.5 ngón, một quả nho 1.5 ngón. Đây là một đoạn 3 ngón tay, chúng ta giữ lại và tạo một trái nho 1.5 ngón xoắn chung. Các bạn để ý chúng ta điều bóng, nếu bên này đã làm rồi cái nào dài chúng ta làm bước tiếp theo các bạn nhé, để cho tất cả này đều cân đối. Tiếp tục 3 ngón tay ở đây, trái nho 1.5 ngón cột chung lại. Chúng ta làm một vòng ngược lại tương tự bên dưới này. 3 ngón tay cột bóng giữa. Tiếp tục 3 ngón tay lăn bóng. Tương tự chúng ta làm hàng tiếp theo dài hơn một đoạn. Ở đây
1 ngón rưỡi và 4 ngón tay. 1 ngón rưỡi. 3 chân lại. 4 ngón tay. Quả nho 1 ngón rưỡi. 3 chân. Đi ngược lại. 4 ngón tay. Đi ngược lại. Tiếp tục 4 ngón tay. Lật vào. Tiếp tục 1 ngón rưỡi và một đoạn khoảng 3 ngón rưỡi quả nhỉ. 4 ngón tay và 3 ngón rưỡi, chúng ta làm nhỏ dần lại và 1 ngón rưỡi đó là 3 ngón rưỡi, trái nho 1 ngón rưỡi. Đi lại một vòng nữa. Ba ngón rưỡi. Và lăn bóng. Tiếp tục. Một ngón rưỡi. Và đây. Hai ngón rưỡi. Đây. Quả nho 1 ngón rưỡi. Rồi. 2 ngón rưỡi. Quả nho 1 ngón rưỡi. Tiếp tục. Đây chúng ta kỹ thuật lăn bóng. Đến đoạn này, chúng ta tạo một đoạn 2 ngón tay. Đoạn giữa này chúng ta cũng tạo một đoạn 2 ngón tay. Tập trung là đây cũng 2 ngón tay. Tập trung là đến đây chúng ta tiếp tục tạo 2 khóa. Quả nào còn dư chúng ta tạo khóa cho dễ các bạn nhé. Mỗi khóa khoảng tầm 2 ngón tay. Phần dư chúng ta ngắt bỏ nhé. Rồi. Bên này một khóa nữa. Rồi chúng ta giấu mối lại nhé. Wow, nóng quá. Chiếc lá này có thể dùng làm cái quạt luôn. Chúng ta nóng cho bạn nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành một chiếc lá áp dụng trong trang trí cực kỳ tuyệt vời. Chiếc lá này lúc đầu sẽ cảm thấy khó làm, dễ bể. Nhưng điều quan trọng để làm được chiếc lá này là cái gì các bạn? Căn hơi. Lúc chúng ta thổi bóng lên, căn hơi. Tiếp theo, chúng ta làm theo thứ tự: nhỏ, to dần, xong nhỏ dần, sao cho cái lá nhìn nó cân đối sẽ đẹp. Các bạn chịu khó luyện tập, chắc chắn các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nhé. Xin chân thành cảm ơn, xin chào thân ái và hẹn gặp lại.